trong cái tinh thần văn nghệ hôm nay ấy, anh thấy chúng ta có là màu sắc rất là phong phú. Thì mấy hôm nay tôi thích cái bài này lắm, mà mỗi lần tôi hát lại như cái bài sạc bà la. Là bà la thì bà la mà tôi vẫn thích hát, là vì đến một cái tuổi nào đó đấy thì mình thấy mình cần làm hoặc là hát hoặc là nói cái gì nó có ý nghĩa. Còn ngoài ra là mình cũng sợ bản thân á. Thì chúng ta cả anh chị ở đây như thế này, là vì tất cả mọi người rồi phải đối diện một điều, trong lòng là trăm tuổi rồi mình cũng rơi chỗ này đi chỗ khác chơi, phải không anh Liên? Đó. Nhưng mà tôi thế này, không bao giờ có hai vợ chồng mà xù nhau cùng đi một ngày, chắc chắn đó. Phải chị Thuyết, chị Thuyết. Anh đi trước bà Liên. Dạ rồi. Thì chắc chắn là sẽ có người đi trước và người đi sau. Cái người cái kẻ sau đó là kẻ mà chịu nhiều buồn bã nhất, phải không? Còn người kia là ngủ êm là vui. Chà thì bây giờ thì em nhớ lại những người bạn từ năm màu thế và là trước đó đấy, họ đi rồi đấy, thì bắt đầu mình tưởng là tất cả nó cũng may mắn, nhưng mà không phải. Từ hồi đó đến giờ nó không lo vượt biên, nó không lo đi lính, nó không đi tìm job, nó không lo thất nghiệp, nó không bị vờ lát. Mình cứ biết là ai là máy, ai là rượu. Nhưng mà cái anh chàng này, anh cho tôi một cái chuyện gì rất là hay. Có nghĩa là khi người ở lại, làm sao để cho nó nhẹ lòng, cho nó nhẹ lòng. Thì anh chỉ nói như thế này, thì khi mà có một người ra đi rồi đấy, thì hãy nhớ rằng không phải là mất nhau đâu, mà chỉ là nhau đó thôi. Vậy thì từ này về sau, có người nào bỏ mình đi, mình cứ nói họ với mình là lạc nhau mà thôi, chứ không có cái chuyện mất, không có cái chuyện không gặp, mình chỉ biết là lạc nhau. Bạn ơi, rồi. Thank you.